cách xa. Các ngài là phước điền của chúng sanh không đâu bị kịp. Nát thi mê sa năng anh nhân sanh khổ mê sa năng ê tê na sắc cha quách chê na hồ tu mê cha gia măng ra lăng. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có đức tăng là quý báo. Nên con phải làm thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con. Ý như lại chân thật này. Quanh đa chê tí văn sắc văn sắc bát thà nê su bát tích thi tăng sa rê rí ca thà tu ma ha bồ thần bụt ta lù băng sa ca lăng sa đa. Con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp ngọc sa lợi đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Cha ra thầm mầm hi cha rằng anati tô pha già thi thầm mầm hi pha già thình anati tô marana thầm mầm hi marana anati tô sắc bề hi mề bi về hi mana bề hi na na phạn vô quý na pha vô cầm mắt sa còm hi cầm ma đa gia đô cầm ma nhô ni cầm ma bành thù cầm ma ba ti sa ra nô dặn cầm măng ca li sa mi can gia năng qua ba ba căn qua tát sa đa gia đô pha quý sa mi ê quan âm hê hi a phình năng bắt cha quét khi tắp bằng. Thế Tôn lời giả hay tỏ tường, năm điều quảng tượng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự giả, thế nào tránh thoát lục qua canh tàng. Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát tự sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly nhân và quý mệnh. Ta đi biệt mà ta đi với nghiệp của ta. Dầu cho tôn sâu tạo ra tự mình theo ta như bọn theo hình. Ta thọ quả báo phân minh kết thành. Sắp bề sắc ta á quê hồn tu su khi ta hồn tu nức đục khả hồn tu ấp gia bạch cha hồn tu a ni kha hon tu ni kha yu ka hon tu a ro ga hon tu sam bat te sam chan tu su khi a ta nang ba ri ran tu duk kha bat ta chan duk kha pha ya bat ta chan ni pha ya so kha bat ta chan ni so ka hon tu sap be bi ma ni no. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau. Đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu. Đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ. Hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức, quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, xin quý vị trong đạo tràng cùng với mắt ta tác Phật để xin họ trì tam quy và ngũ giới à. U ca sa ma văn phàn tê quy sùng quy sùng rắc ca na tha ya ti sa tha nê na sa bành cha si la ni ya cha. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Đu ti dầm bi ma văn phàn tê quy sùng
Rakkanathaya tisarane Sahaban chasila niya chama. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta ti dầm bi ma dần phàn tê quy sùng rạc ca na tha gia ti sa ra nề na sa ha bần cha si la ni gia cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Và con kính cung thỉnh ngài Trí Đức truyền tam quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con. Và con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Thầy. Kính lễ chư tôn Thiền Đức Tăng, kính chào quý cô tu nữ, kính chào chư Việt Nam tín nữ. Xin được thay mặt chư tăng truyền tâm quy và ngũ giới trên đạo tràng pháp hội. Bụt đăng sa năng ca cha mi, con đem mang lòng thành kính xin quy Phật. Đồng bằng sa năng ca cha mi, con đem mang lòng thành kính xin quy Pháp. Sang các sa năng ca cha mi, con đem mang lòng thành kính xin quy tăng. Đủ tì âm bi bù đăng sa năng ca cha mi, con đem mang lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đủ tì âm bi đấm bằng sa năng ca cha mi, con đem mang lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đức Tỳ Âm Bi Sanh Khấn Sa Năng Ca Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Ta Tỳ Âm Bi Bồ Đạt Sa Năng Ca Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta Tỳ Âm Bi Đấm Măng Sa Năng Ca Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Ta Tỳ Âm Bi Sanh Khấn Sa Năng Ca Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Bụt Thằng Sa Ra Năng Ca Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Tham Mạng Sa Ra Năng Ca Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sanh Khấn Sa Ra Năng Ca Cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng. Tu ti dầm bi bút thằng sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhị. Tu ti dầm bi thăm bằng sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhị. Tu ti dầm bi sang khang sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhị. Ta ti dầm bi bút thằng sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Ta ti dầm bi thăm mạng sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Ta ti dầm bi sang khang sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba. Tỳ sa ra na ca năng ni thi tăng, pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phàn tê, và chúng con xin vâng. Ba na thi ba ta về làm mạnh đi chỉ kho bất năng sa ma dạ mi, còn xin bây giờ điều học là quy tánh xa sự sát sanh a đinh na đa nam. Về làm mạnh đi chỉ kho bất năng sa ma dạ mi, còn xin bây giờ điều học là quy tánh xa sự trộm cắp cà mê sumit giá cha ra. Về ra mình đi chắc tốt năng sẽ mất dạ mi,
Con xin với những điều học là quy tránh xa si tà hạnh, mụ sa hoa đa, quê là mặt đây sức khóc là sa mặt giáo mi. Con xin với những điều học là quy tránh xa si nói dối, su ra mê ra nhâm mạnh, chấp phá ma đất hạ nam. Quê là mạnh đi sức khóc đang sâm mạnh giả mi. Còn xin với những điều học là quy tránh xa si dễ uống rượu và các đất sai. Bà na ti bà ta quê ra mạnh đi sức khá bất đăng sâm mạnh giả mi. Con xin vâng dự điều học là quy tránh xa sự sát sanh. A đình na đa na quê ra ma ni sức ca ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng dự điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Ca mê su mít cha cha ra quê ra ma ni sức ca ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng dự điều học là quy tránh xa sự tà hạnh. Mu sa wa da quê ra ma ni sức khá ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng dự điều học là quy tránh xa sự nói dối. Su ra me ra ya ma chấp ba ma da ca quê ra ma ni sức khá ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng dự điều học là quy tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Ê ma ni ban cha si ka ba da ni sa tu kang ka toa nga ba ma de na ni cha ka lang sa ma ra thi tam bang kia Phật tử sau khi tọa trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi có lẽ nguyện giữ hành theo cho được trong sạch đừng có dễ vui. A ma phàn tê dạ chúng con xin vâng. Chỉ lệ na su ca tin doan ti chỉ lệ na phu ca sam bát đan chỉ lệ na ni phu tin doan ti ta sa ma si lăng vị so tha ye các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dự giới được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ dự giới được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dự giới. Bởi các cây cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lầm nhơ. Sa thú lành thai. Và sau đây con xin đọc phần sám hối Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Uttamang ghê na hoàng đề hàng bà đa bằng sung qua Uttamang. Bút thề vô khá lý thô đô sô bút thô khá ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ với trần chân Đức Phật là Đức Chí Tôn Chí Thánh. Các tội lỗi mà con đã vi phạm đến Phật Bảo cúi xin Phật Bảo xá tội lỗi ấy cho con. Út ta măng ghê na hoành đề hàng thâm mạnh cho đuôi thằng quá rằng thâm mê vô khá lý tô đô sô thâm mô khá ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Út ta măng ghê na hoành đề hàng sang khanh cha đuôi thốt ta măng sang khề vô khá lý tô đô sô sang khô khá ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vui phạm đến tăng bảo cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ con kính dâng mít trở lại cho ngài Thị Đức để ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Dạ con kính dâng mít cho ngài. Sa lạt minh me bút tha sê thô sa ri bút tô chê đắc khi nê hoa mạng sê mộc ga la nô phù ra tô bí đa can tê yăng bạch chí mê ma ma a nan đô khi na sa hoa
chatun disa samanta lokabala chinda deva sapramaka ete sangha nupave na sabbe phaya ubadhava aneka antaraya pivinasantu ase. Dạ, tôn Đức Phật ngự trên đầu, vai mặt Xá Lợi Phất, vai trái Kiền Liên Hầu. Trước mặt là Tam Tạng, sau lưng A Nan Chầu, bốn phương A La Hán, Đế Thích Lẫn Phạm Thiên, vô ai lực pháp màu. Hộ trì cả năm châu, rủi ro và tai hại, tất cả đều lo âu, xin được mau tiêu diệt. พระวจุสัพพมังคลังรคันตุสัพพเทวตาสัพพบุตรทั้งหลายนุภาเวนะสดาโสทีพระวันตุเตพระวจุสัพพมังคลังรคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมายนุภาเวนะสดาโสทีพระวันตุเตพระวจุสัพพมังคลังรคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆายนุภาเวนะสดาโสที Phật Hoàng tụ tên tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ quá đức của chư Phật, do nhờ quá đức của giáo pháp, do nhờ quá đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Sa thu lành thai. Akasattha japumattha devanaga matika Unyang no anumodantu jirang rakkantu sasanang Akasattha japumattha devanaga matika Unyang no anumodantu jirang rakkantu no garo Akasattha japumattha devanaga matika Bụt nhận nô anu mô đành tu chi rằng rạc thành tu nhà ta vô. A ca sát tha chấp phụm mát tha đề hoa na ga mát thi ca. Bụt nhận nô anu mô đành tu chi rằng rạc thành tu bà ni nô. A ca sát tha chấp phụm mát tha đề hoa na ga mát thi ca. Bụt nhận nô anu mô đành tu chi rằng rạc thành tu nô sa đà. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thấm mọi điều. Đồng phương thần lực có nhiều, động sinh quan hỷ phục đều. Chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui. Lâu dài quyến thuộc tranh khỏi nạn tai. Chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con quy thụ đạo màu, cô hành tinh tận ngọ hầu vô sanh. Văn kinh chi cú sa la căm mạng cấp tập bằng kia đi dần ma ma ca ye na wa cha ma na sa ti na se su ra tăng ca tăng ye sa ta san ni no a ti ye cha sa ta san ni no ca tăng buồn nhà pha lăng mây hàng sắp bề pha ghi pha hoàn tu tê ye tăng ca tăng suy đi tăng đinh năng buồn nhá ba lần ma già về cha ta tha na cha nan ti đề hoa gành tòa ni quê đã dùm sắp bề lô cầm ni về sắp ta chi quan ta ha ra hề tu ca ma nôn nhân phô cha năng sắp bề la phàn tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đã lợi thọ nhàn. Chúng sanh hữu tượng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là Phật trời vô tượng được mà hưởng an phước con hồi hưởng dân ban. Chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mặt ngay. Có người làm phước được rày lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh quan hệ lành chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sánh an mạng trường, xin thâu phước báo cũng dường hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đăng vô nhà tì năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta vô. Nguyện thân nhân quá vạn thượng hưởng công đức này, được thọ sanh nơi lạc cảnh.
y đằng quát ta mê bồn nhằn à sâu quát ca già quán hồ tu. Xin cho sự phước báo mà con đã trong sạch làm đây hãy là một duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm muộn ngành nơi tâm. Phước báo trong sạch mà con đã làm được, con đã tạo được ra trong ngày hôm nay thì con kính hồi hướng đến ngài Hòa Thượng Tịnh Đức ở chùa Đạo Quang, Tiểu Bang Texas, Hoa Kỳ. Con nguyện cầu cho ngài sớm được về nơi cõi Phật. Và phần lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới hôm nay đã được hoàn mãn. Con cũng kính chúc ngài Trí Đức cùng chư tôn đức quý bà quý cô tu nữ quý vị trong đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa trong giáo pháp của đức từ phụ Gotama. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con kính dâng mít trở lại cho ngài Trí Đức để ngài dạy bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Mai Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Lễ Chư Tôn Thiện Đức Tăng. Xin chào quý cô tu nữ, xin chào chư thiện nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn số 100 qua các phẩm ngàn. Trước khi bước vào bài học này, xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Bụt thô ma hê si a răng ta tha ga tô lô pu ta mô sóc ba ga ru vi kê ta cô lô ca sê sát thai cha na đầm mô cô vi đô quần đà ma hành tầng na ra pù cha này giác tầng Như Lai giác ngộ pháp màu ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng. Thoát ly phiền não trói chăng, tôi thực vô chủ, chi năng vô lượng. Tư đế, ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đại lễ Phật ân, tán cho thiên chúng, nhân dân cũng dường. Thầm mô có đi bộ với ta sẽ sát thô nô lô ca, nó mình ta sẽ quý nà, ca rù cô sắp bành nhu quý thâm, và tí phù tí sành giá tù, quanh đà, mất hình tầng, đã ra phù. Cha này giác cần pháp bảo vi như ánh vàng, Như Lai soi sáng vạt màn vô minh phá tan lầm lạc chúng sinh, đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đại lễ Pháp Hoàng đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khu quý sư thủ chú các tá sa sa quá cô thích kha chú ca mô quá ra thầm bá xích khá cô niên đà bá sân sa đi hà nà đá rù quá rù quanh đà má hình tăng đá rá phù. Cha này giác cần tăng bảo thinh văn Phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thể phá phàm nhân ai bì. Con xin lãnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cũng dường. Rất tà nát thế giá tê chê nó sách hà mê ê thú quá tha năng tá xa vi à nú phà quê nó sẽ hát xa về nó sẽ chạch rút cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành. Mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Dạ, phần tán dương ân đức tam bảo đã xong. Bây giờ chúng bước vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn số 100. Sahat samabhicche vaca. Sahat samabhicche vaca. Sahat samabhicche vaca. Câu số 2. Anatthabana sanhita. Anatthabana
Tapadasanhita Anat Tapadakhisan. À, cái chỗ này nha, chữ Sanhita, cái chỗ người ta viết là Sanhita, tức là M có dấu chấm ha. Và ở đây thì N có dấu ngã, M có dấu chấm, chúng ta đọc là Sang ha. M có N mà có dấu ngã thì chúng ta đọc là Sang. Mặc dù cái dòng đọc hơi khác nhau nhưng mà ý nghĩa vẫn giống nhau ha. Đúng rồi, một chữ Sang, Sanhita, một chữ Sanhita, cái nào cũng đúng cả. Nhưng mà bây giờ chúng ta thống nhất đi ha. Sanhita, à, theo cái bài học phiên bản Anathabada Sanhita, Anathabada Sanhita, Anathabada Sanhita. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này. Sahasamabhijevaca Anathabada Sahasamabhijevaca Anathabada Sanhita, Sahasamabhijevaca Anathabada Sanhita. Rồi bây giờ chúng ta qua câu 3 và câu 4 ha. Câu 3, câu 4. Ê cần ắt tha ba đằng say vô, ê cần ắt tha ba đằng say vô, ê cần ắt tha ba đằng say vô. Và câu cuối. Dần suốt tòa u ba sầm mát, dần suốt tòa u ba sầm mát, dần suốt tòa Upasammati. Rồi, giờ chúng ta ôn câu 3, câu 4. Ê cần ách tha ba đằng say vô, dần suốt tòa Upasammati. Ê cần ách tha ba đằng say vô, dần suốt tòa Upasammati. Ê cần ách tha ba đằng say vô, dần suốt tòa Upasammati. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại theo giọng kinh ha, từ trên xuống dưới. Sahasamabhijevaca Anathabada Sanhita, ê cần ách tha ba đằng say vô, dần suốt tòa Upasammati. Sahasamabhijevaca Anathabada Sanhita, ê cần ách tha ba đằng suốt tòa Upasammati. Rồi cách đọc thứ hai thì tương đối nó dễ hơn ha. Đọc lần hai câu. Sahasamabhijevaca Anathabada Sanhita, ê cần ách tha ba đằng say vô, dần suốt tòa Upasammati. Sahasamabhijevaca Anathabada Sanhita, ê cần ách tha ba đằng say vô, dần suốt tòa Upasammati. Như vậy thì trong cách đọc chúng ta có hai cách ha. Cách mà đọc dễ nhất là đọc một lần hai câu, bởi vì cuối câu số 2 nó là trường âm. Và quý vị có hơi sức thì đọc một hơi. Rồi đó là giọng kinh. Bây giờ qua giọng kệ. Một câu có 8 từ thì chúng ta chia làm 2, 4, 4. Và cố gắng đọc một lần hai câu để lương nhau, có âm điệu.
Sahasama bi jewa chan anathaba dasan hitam ekangatha ban đang xây yu yang suta u basam mati sahasama bi jewa chan anathaba dasan hita ekangatha ban đang xây dựng yang su toa u ba sam ma ti sa sam ma bi ke wa chang na tha ba dasan hita ekangatha ban đang xây dựng yang su toa u ba sam ma tỳ dầu nói ngàn ngàn lời nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu nghĩa nghe xong được tịnh lạc xà thủ xà thủ xích mê ta xích kim xích nhật quỳnh xích kim nhung. Rồi mời xích mê ta trước ha. Nam mô Bụt Tha, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn quý vị trong đạo tràng đã cho biết tín hiệu nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Quý Bảo, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào quý vị trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú 100 của Phẩm Ngàn hôm nay ạ. Sahat sama bi che wa cha anatha ba da san hi ta e kang attha ba dang say yo yang sut toa u ba sam ma thi. Dạ, con xin phân tích nè. Sa đoạn âm, hát trường âm nhấn. Sa ma bi là ba đoạn âm, che wa cha ba trường âm thông thường, á đoạn âm, nát trường âm nhấn, thá ba đá ba đoạn âm, sân trường âm nhấn, hí đoạn âm, ta trường âm thông thường, sa ha sa ma bi che wa cha anatha ba đa san hi ta. Câu 3 và câu 4. Ê trường âm thông thường, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, át trường âm nhấn, thá bá hai đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xây trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, suốt trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, ú bá hai đoạn âm, xăm trường âm nhấn, má tí hai đoạn âm, ê căn át tha ba đăng say yo yang suốt toa u ba sam ma ti. Dạ, con đọc lại cả bài. Sa ha sa ma bi che wa cha anatha ba da san hi ta e kang attha ba đăng say yo yang suốt toa u ba sam ma ti. Sahat sama bi che wa cha anatha ba da san hi ta e kang attha ba đăng say yo yang sut toa u ba sam ma ti. Dầu nói ngàn lời, dầu nói ngàn ngàn lời nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu nghĩa nghe xong được tịnh lạc. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin đọc lại cái phần tiếng Việt. Dầu nói ngàn ngàn lời, nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu nghĩa nghe xong được tịnh lạc. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sa hát sa ma bi che wa cha anat tha ba đà san hi ta e căng át tha
bà đang xây vô dặn suốt toa ô bà xăm ma tì. Con xin kể lại lần nữa đi. Sa hát sa ma bì chê qua cha anatta ba đà san hi ta ê căng attha bà đang say vô dặn suốt toa ô bà xăm ma tì. Cho con đã đọc xong và kể xong, có chỗ nào sai sót thì xin ngài Trị Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Con kính mời quý vị kế tiếp. Con xin kính chào sư Trí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. 1, 2, 3, 4 4 người cho tín hiệu là nghe âm thanh rõ. 5 người, 6 người. Trời ơi, rõ quá trời luôn. Tốt. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 100. Đó là câu thứ nhất của Phẩm Ngàn. Sahasamatiche vaca anathapadanhita ekam athapadang sayo yang sutto upasammati. Trời ơi, sao nó tới đóng cửa lại. Sahasamatiche vaca anathapadan Sahasamatiche vaca anathapadasanhita ekam athapadang sayo dằng xúc tò upa sam mati saha samapiche vaja anathapada samhita ekang athapadang sayo dằng xúc tò upa sam mati. Phân tích câu 1 rồi câu 2. Xá đoạn âm has trường âm ngắn, xá má tí ba đoạn âm, chê qua cha ba trường âm thông thường. Câu số 2. Á đoạn âm ngát trường âm ngắn, thá tá đá ba đoạn âm, xanh trường âm ngắn, hí đoạn âm ta trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2 rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Sahat samapiche vaja anathapada sanhita ekam athapadang sayo yang sutto upasammati. Sahat samapiche vaja anathapada sanhita ekam athapadang sayo yang sutto upasammati. Phân tích câu số 3. E trường âm thông thường, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ác trường âm ngắn, thá bá hai đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say trường âm ngắn, vô trường âm thông thường. Phân tích câu cúng cuội hai câu cuối cùng. Văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xúc trường âm ngắn, toa trường âm thông thường, ú bá hai đoạn âm, xăm trường âm ngắn, má tí hai đoạn âm. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài rồi ca kể. E khang ác tha pha đăng say yo yang xúc tò upasammati. Sahasamapiche vaja anathapadasanhita. E khang ác tha pha đăng say yo yang xúc tò upasammati. Sahasamapiche vaja anathapada samhita ekam athapadang sayo yang sukto upasammati. Sahasamapiche vaja anathapada samhita ekam athapadang sayo yang sục to u ba samati. Dầu nói nhàn nhàn lời nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu nghĩa nghe xong được tịnh lạc. Đây là bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu cho Kinh Pháp Cú 100 của Phẩm Ngàn. Trời ơi, con mắt sống mở kỳ trời.
tối nữa. Dạ con xong rồi. Sư với quý vị thấy con có sai cái gì xin cho biết. Mất một cử đá. Dạ cảm ơn quý vị đã cho bông hoa cùng vỗ tay vỗ chân. Dạ cảm ơn quý vị nha. Mời quý vị kế tiếp. Chắc không được Kim Dung quá à. Dạ sa thủ kính cảm ơn Xích Kim. Dạ cảm ơn Như Quang Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ cảm ơn chị Meta Hồng Mai Thị Vũ Xích Kim Kim Nhung. Dạ cảm ơn nhà đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ Nhật Quỳnh phát lệ nha quý vị, tại Nhật Quỳnh có người cứu rồi nên Nhật Quỳnh xin phép được phát lệ và Nhật Quỳnh sẽ tặng những tàn hoa tươi đẹp nhất đến những vị nào ở sau nha. Nhật Quỳnh kể xong là Nhật Quỳnh chạy mất tiêu luôn á. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính lãnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ cảm ơn Quang Thanh cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ con xin được trả bài câu pháp quốc kinh số 100. Dạ cảm ơn Như Quang. Saha samabi che wa cha anathapada sanhita ekang athapadang sayo gan sutta upasam mati. Saha samabi che wa cha anathapada sanhita ekang athapadang sayo gan sutta upasam mati. Dạ con xin phân tích 4 câu một lần luôn ạ. Sa đoạn âm, hát trường âm nhấn, sa ma bí ba đoạn âm, chê qua cha ba trường âm thông thường, á đoạn âm, nát trường âm nhấn, tha ba đá ba đoạn âm, sanh trường âm nhấn, hí đoạn âm, ta trường âm thông thường, ê trường âm thông thường, căn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ắt trường âm nhấn, tha ba hai đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, ăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xuất trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, ú bá hai đoạn âm, sâm trường âm nhấn, má tí hai đoạn âm. Saha samabi che, dạ con xin đọc lại. Saha samabi che wa cha anathapada sanhita ekang athapadang sayo gan sutta upasam mati. Dầu nói ngàn ngàn lời nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu nghĩa nghe xong được tịnh lạc. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và con đọc và phân tích có sai con cung thỉnh Ngài và đạo tràng chỉ cho con sửa ạ. Và con xin được kệ. Sa ha sa ma bi che wa cha anatha ba ta san hi ta e căng at tha ba đặng say yo dẫn suốt ta u ba sam ma ti. Sa ha sa ma bi che wa cha anatha ba đà sanh hi ta ê căng ắt tha bà đặng say vô dẫn suốt câu bà sẩm ma ti. Nhà con bị dốc cho con kể lại một lần. Sa sa ma vi che wa cha na tha ba đà sanh hi ta ê căng ắt tha bà đặng say vô dẫn suốt có qua u ba sam ma ti. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ cảm ơn tất cả. Dạ con có sai xin Ngài chỉ dạy, con sẽ trở lại con sửa. Dạ bây giờ mời Kim Nhung nha. Dạ Nhật Quỳnh kính tặng những cành hoa tươi đẹp nhất đến Kim Nhung, Hồng Mai, Thiện Vũ và những vị đưa bàn tay sau. Dạ con xin phép được không có trước máy ạ. Dạ alo ạ.
Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho em biết tín hiệu nghe rõ ạ. Dạ, con xin đọc câu kệ ngôn số 100. Saha samabi che wa cha anat thapada sanghita e kang at thapadang sayo yang sut tòa upasammati. Saha samabi che wa cha anat thapada sanghita e kang at thapadang sayo yang sut tòa upasammati. Dầu nói ngàn lời, dầu nói ngàn lời nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu nghĩa nghe xong được tỉnh lạc, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin phân tích ạ. Xá là đoạn âm, has là trường âm nhấn, xá, má, bí là ba đoạn âm, chê, wa, cha là ba trường âm thông thường, á là đoạn âm, nát là trường âm nhấn, thá, bá, đá là ba đoạn âm, xanh là trường âm nhấn, hí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Saha samabi che wa cha anatthavada sanghita. E là trường âm thông thường, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, át là trường âm nhấn, thá, bá là hai đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Say là trường âm nhấn, yo là trường âm thông thường, yang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sút là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, ú bá là hai đoạn âm, sam là trường âm nhấn, má tí là hai đoạn âm. E kang at tha ba đằng say yo yang sút toa u ba sam má tí. Con xin đọc lại ạ. Saha samabi che wa cha anatthapada sanghita ekang atthapadang sayo yang sut tòa upasammati. Saha samabi che wa cha anatthapada sanghita ê căng át tha bà đăng say yo giang sút toa u bà sam ma ti sa ha sa ma bi che wa cha na tha ba đa sanh hi ta ê căng át tha bà đăng say yo giang sút toa u bà sam ma ti. Dầu nói ngàn ngàn lời nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu nghĩa nghe xong được tịnh lạc, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc kệ và phân tích xong ạ. Dạ, con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Con kính tri ân sư ạ. Dạ, con kính lễ sư Quán Không. Dạ, con xin xuống mic, thân mời Hồng Mai. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Quán Không, kính lễ quý chư tăng và các cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn các bạn đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 100. Saha samapiche wa cha anatthapada samhita e kang atthapadang sayo yang sutta upasammati. Saha samapi che wa cha anatthapada samhita ekang atthapadang sayo yang sutta upasammati. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Xá là đoạn âm, has là trường âm nhấn, xá, má, tí là ba đoạn âm, che, wa, cha ba trường âm thông thường, á đoạn âm, nát trường âm nhấn, thá, tá, đá ba đoạn âm, sanh trường âm nhấn, hí đoạn âm, ta trường âm thông thường. Saha samapi che wa cha anatthapada samhita. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. E là trường âm thông thường,
căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, át trường âm nhấn, thá tá hai đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xuất trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, ú phá hai đoạn âm, xăm trường âm nhấn, má tí hai đoạn âm. Ê căng át tha phá đăng say vô văn xuất toa ú phá xăm má tí. Dạ con xin đọc lại câu pháp cú số 100. Saha samapiche vacha anathapadasamhita ekang athapadang sayo yang sutva upasammati. Saha samapiche vacha anathapadasamhita ekang athapadang sayo yang sutva upasammati. Dạ con xin đọc kệ. Sahasama piche vacha anathapada sanhita ekang athapadang sayo yang sutva upasammati. Sahasama piche vacha anathapada sanhita ekang attha padang sayo yang sutva upasammati. Dầu nói ngàn ngàn lời nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu nghĩa nghe xong được tịnh lạc. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con đã đọc phân tích và kể xong, có gì sai xin sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm ạ. Dạ con xin xuống đích, xin mời thiện bủ. Dạ con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con xin kính đảnh lễ sư quán không, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc cố pháp cú số 100. Sahasamapiche vacha anathapadasanghita ekang athapadang sayo yang sutva upasammati. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Sa đoạn âm, hát trường âm nhấn, xá má pí đoạn âm, chê qua cha ba trường âm thông thường, á đoạn âm, nát trường âm nhấn, thá tá đá ba đoạn âm, xanh trường âm nhấn, hí đoạn âm, ta trường âm thông thường. Sa hát samapiche vacha anathapadasanghita. Con xin phân tích câu 3, câu 4. E trường âm thông thường, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, át trường âm nhấn, thá tá hai đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xây trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, văng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sút trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, ú pá hai đoạn âm, xăm trường âm nhấn, má tí hai đoạn âm. Ê căng ác tha bát đăng xây vô giang sút toa ú pá xăm má tí. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 100. Sa hát sa ma pi chê wa cha anát thapada sanghita ekang athapadang sayo yang sutva upasammati. Sahasamapi cevacha anathapada sanghita ekang athapadang sayo yang sutva upasammati. Dầu nói ngàn ngàn lời nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu nghĩa nghe xong được tịnh lạc. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp.
Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ ha. Rồi, hôm nay kết thúc sớm nha. Thiện Vũ đọc xong là ở dưới im ru hết luôn. Xà tổ ngài quán không. Rồi, Sĩ Quang Thanh đưa tay chậm quá vậy. Nếu mà không đưa tay là kết thúc buổi sinh hoạt này ha. Quý vị quan hỷ à, huynh đạo huynh nè, chậm quá, không chịu đưa tay. Rồi, bây giờ mời Sĩ Quang Thanh ha. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Quán Không, con kính lễ quý sư hiện diện trong đạo tràng, con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 100. Con kính cảm ơn cô, các cô đã trong đạo tràng đã cho con nghe biết được tín hiệu của Hồng Mai, cô Thiện Vũ, cô Kim Nhung, cô Như Quang, cô Meta. Xin đọc bài câu pháp cú 100. Sahasamabije vaca anathabada sannihita ekang athabadang sayo jang sutta upasammati. Sahasamabije vaca anathabada sannihita ekang upas ekang Atthabadang sayo yang sutta upasammati. Dạ, con xin phân tích cả câu luôn ạ. Xá là toàn âm, hát là trường âm nhấn. Xá má là hai đoạn. Xá má bí là ba đoạn âm. Chê qua cha là ba trường âm thông thường. Á là đoạn âm. Nát là trường âm nhấn. Thá là thá bá đá là ba đoạn âm. Xanh là trường âm nhấn. Hí là đoạn âm. Ta là trường âm thông thường. Ê là trường âm thông thường. Căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Át là trường âm nhấn. Thá bá là hai đoạn âm. Đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xây là trường âm nhấn. Vô là trường âm thông thường. Giang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sút là trường âm nhấn. Toa là trường âm thông thường. Ú là đoạn ú bá là hai đoạn âm. Xăm là trường âm nhấn. Má tí là hai đoạn âm. Dạ, con xin đọc lại toàn bài. Sahasamabije vaca anathabada sannihita ekang athabadang sayo yang sutta upasammati. Sahasamabije vaca anathabada sannihita. Con xin làm hối, con xin đọc lại. Sahasamabije vaca anathabada sannihita ekang athabadang sayo yang sutta upasammati. Dầu nói ngàn ngàn, dầu nói ngàn ngàn lời, nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu nghĩa nghe xong được tịnh lạc. Đấy là của bản dịch Hòa Thượng Xích Minh Châu. Dạ, con xin kệ. Sahat samabhiche vaca anathabada sannihita ekang athabadang sayo rằng sút toa u ba sam ma ti. Sa han sa ma bi che wa cha anat ta ba da san ni ta e kang a ta ba dang say yo
Yang sut noa da bu sam ma ti. Dạ con đã đọc và con đã phân tích, con có sai, mong ngài Trí Đức và đạo tràng sửa cho con. Dạ con xin xuống mic. Dạ con kính mời vị tiếp. Sa thủ Sĩ Quang Thành, đây là người thứ bảy và chúng ta đã kết thúc trên cái vấn đề đọc theo giọng kinh cũng như giọng kệ. Sĩ Quang Thành hôm nay cũng rất là tiến bộ, rất là tự tin trên cái vấn đề phân tích. Mà khi chúng ta phân tích mà chính xác rồi á, thì bảo đảm chúng ta nhìn vào những cái từ Pali này cảm thấy rằng thoải mái, không có run sợ nữa. Bởi vì quý vị biết cái giọng đọc này đúng hay là sai. Mà khi chúng ta đã tự tin trong cái vấn đề phân tích rồi, nó thuộc về trường âm, nó thuộc về đoạn âm, và trường âm loại gì, thì quý vị cảm thấy rằng một cái văn bản Bali lạ lạ, quý vị cũng mày mò nhìn vô và đọc chạy. Đó là một cái vấn đề mà niềm tin của quý vị hãy nhìn vô và biết mình đọc đúng hay đọc sai. Sa thủ Sĩ Quang Thành rất là tiến bộ. Hôm nay trong cái sự đau buồn chung là cái room của chúng ta, người mà khai sinh ra cái room này đó là ngài Hòa Thượng Tịnh Đức. Ngài đang nằm xuống và có nhiều vị trong room của chúng ta tưởng nhớ đến hình ảnh của ngài thời gian đầu vào sinh hoạt trong room này rất là nhiệt tình. Và bây giờ thì đại diện cho room Phật giáo Nam Truyền, chúng ta làm một cái lãng hoa, rồi cũng có phong bì để mà phúng biến. Ngày thứ sáu này thì đem nhục thân của ngài về chùa Đạo Quang, và lãng hoa thì cũng đã chuẩn bị rồi. Sĩ Nhật Quỳnh thì muốn coi như là cá nhân của mình hỗ trợ tinh tài là 500, nhưng mà chúng tôi cũng có nói với Sĩ Nhật Quỳnh là có người lo hết rồi, thì thôi hết số tinh tài đó lo làm chuyện khác đi. Tức là coi như số tiền tài bó vị thơ là 500 và một cái lãng hoa là 200 mấy đó. Thì đó là cái room Phật giáo Nam Truyền này thành tâm tưởng niệm công đức của ngài Hòa Thượng Tịnh Đức. Thì quý vị cũng cố gắng đi, cố gắng thể hiện về pháp học khi chúng ta đến với cái room này, tham gia học hỏi để cải chánh tri kiến, và với tất cả cái tấm lòng của mình được thành tựu như bây giờ. Đây là cái ân đức của ngài Hòa Thượng Tịnh mà chúng ta hưởng nhờ, thì chúng ta phải tri ân ngài đã nằm xuống một cái bóng mát, một cái cây đại thọ chúng ta không còn để mình nương nhờ được nữa. Thì bây giờ chúng ta phải tự đứng trên đôi chân của mình, và chúng ta cảm thấy rằng là những đứa con mồ côi cha, chúng ta đã mất đi một cái nơi nương dựa. Vậy thì khi mà nhục thân ngài còn đó, thì chúng ta cố tạo ra những cái phước lành nào để rồi chúng ta hướng về ngài, dâng lên ngài. Cũng giống như khi nãy xin người ta sau phần tụng kinh thọ trì quy giới, và xin người ta
cũng đã hướng tâm về Ngài Hòa Thượng Tịnh Đức. Thì đây là một điều chúng ta thể hiện sự tri ân ha. Đúng không? Sa thủ, Thích Mê Ta. Rồi bây giờ đi vào ý nghĩa từ vựng ha. Câu Phật ngôn 100. Alo, Thích Như Quang, chuẩn bị tinh thần ha. Hôm nay Thích Như Quỳnh thấy có Thích Như Quang tới mừng quá. Rồi bỏ tiêu rồi. Sahasamapiche wa cha. Câu đầu tiên chúng ta thấy có ba từ ha. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Sahasamapi. À, mến chào cô tu nữ Tuệ Duyên à, vừa đến với pháp hội. À, cái chữ Sahasamapi do cái từ Sahasang ha. Sahasang cộng với Api. Sahasang do cái từ Sahasa. Sahasa. À, đây là một danh từ nữ tính ha, Akranta Ithilinga. Và chữ Sahasa được chia theo đối cách su ích đối tỷ giá quỷ phát tiê các quan trần ha. Cho nên Sahasa biến thành Sahasang. Sahasang có nghĩa là một ngàn. Một ngàn. Đây là cái số thứ tự ha. À, hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn. Rồi thỉnh thoảng chúng ta cũng khi mà đi lên xe, ngồi xe buồn bực đó, thì nói với tài xế cho xin 500, cho xin 1.000. Không phải là xin tiền tài xế, mà cho xin 500 hoặc là cho xin 1.000. Tức là âm thanh của những cái dòng nhạc mà người ta cảm thấy rằng cái giá trị à, cho xin ngàn đi, tức là cái âm thanh hơi lớn một chút. Còn mà nếu cho xin 500 thì âm thanh à, cái volume mở nhỏ một chút. Thì ở đây Sahasang là 1.000. Rồi Sahasang cộng với Api. Api có nghĩa là dù, ngay cả chị Api. Và chị em mờ cái dấu chấm bị mất tiêu đi. Cái nụt ruồi này bị thẩm mỹ viện xóa đi. Cho nên ở đây còn chữ Sahasamapi, chứ không thấy chữ Săng nữa. Dù hay là ngay cả 1.000 à, Sahasamapi tức là ngay cả 1.000. À, dù 1.000, ngay cả 1.000. Vâng, xa thủ xin nhiều quà. Rồi chị Chê. Chê đây là một liên từ, có nghĩa là nếu. Chê là nếu. Rồi Qua Cha. Chữ Qua Cha đây là một danh từ nữ tính Akranta Ithilinga. Qua cha được đứng làm chủ từ số nhiều. Bà Tham Á Bảo Hú Qua Cha Na Quỳ Phát Tí. Cho nên qua cha có nghĩa là lời nói. À, kính lễ Đại Đức Pháp Trang vừa đến với pháp hội. Rồi bây giờ chúng ta tiếp theo câu số 2. Để hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau ha. Câu số 2. Anatthapadasanhita. À, một câu này nó nhiều từ, nó nằm vô trong đó. Chắc là câu số 2 này. Bây giờ chúng ta cắt ra. Trong cái câu số 2 này có 3 từ. Có 3 từ nó cộng lại. Chữ Atha là 1 nè. Chữ Bada là 2 nè.
Giữ sanh hi ta là ba từ mình nó dính liền nhau. Tại sao vậy? Sao mà có sự đoàn kết dữ vậy? Bây giờ chúng ta chia sẻ ra để chúng ta thấy rằng trong những từ này, trước tiên là cái từ anh ở phía trước, đây là một tiếp đầu ngữ, nghĩa là không, chữ anh ha. Đó, cái từ thứ hai là attha. Attha nó là một danh từ trung tính, akranta napung sakalinga. Attha có nghĩa là ý nghĩa hay là có giá trị. Chữ attha. Từ thứ ba là chữ bada. Bada là một danh từ trung tính, akranta napung sakalinga. Bada có nghĩa là câu, là từ hay là lời nói. Chữ bada. Rồi chữ cuối cùng là sanhita. Sanhita ở đây nó đứng trong cái dạng quá khứ phân từ, một cái động từ mà nó thuộc về quá khứ ha. Sanhita có nghĩa là được cung cấp, được sở hữu, được cung cấp, được sở hữu. Và khi mà chúng ta bỏ chữ anh ở phía trước đi ha, attapadasanhita là chứa đựng những từ có ý nghĩa, nhưng mà có chữ anh ở phía trước, anattapadasanhita, thì nó lại có ý nghĩa là chứa đựng những cái lời vô bổ, chứa đựng những cái từ vô bổ. Vậy thì câu 1, câu 2, hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau ha. Sahasamabhije vaca anattapadasanhita. Câu 1, câu 2, hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau. Nếu 1000 lời nói mà chỉ chứa đựng những cái lời vô bổ, nếu 1000 lời nói mà chỉ chứa đựng những cái từ vô bổ, vô bổ có nghĩa là không lợi ích, anattha, không lợi ích, không ý nghĩa, gọi là anattha. Rồi, sàn thủ xịt nhiều vàng, câu 1, câu 2. Nếu 1000 lời nói mà chỉ chứa đựng những cái lời vô bổ, hay là những lời không lợi ích ha. Rồi, bây giờ qua câu 3, câu 4. Câu số 3. Ê căn ách tháp bát đăng xây vô. Ê căn ách tháp bát đăng xây vô. Câu số 3, 3 từ. Ê căn là 1, ách tháp bát đăng là 2, xây vô là 3. Ê căn do cái từ e cá. Ê cá, ê cá có nghĩa là một, số thứ tự á, theo ví dụ như trong kinh của chúng ta thì cũng có số thứ tự gọi là tăng chi, pháp số 1, sabbe satta aha ratthitika, tức là chúng sanh sinh tồn do vật thực, số 1, là có thực mới vượt được đạo này, cái ăn là cái quan trọng nhất này. Cái hai, ví dụ số 2 là thiện và ác, thiện và bác ác, và là pháp số 2. Số 3 là tam bảo, tí, tí sa rạc na, tức là nói về Đức Phật, giáo pháp và Di Tăng. Số 4 là nói về tứ diệu đế, vân vân. Thì từ 1, 2, 3, 4 cho tới 108 luôn, còn ở ngoài đời thì họ không tính theo pháp như vậy, mà là nhất dương chỉ, nhị thiên đường, tam tông miếu, tứ đổ tượng, cũng 1, 2, 3, 4 vậy ha. Nhưng mà đó là chuyện của đời. Còn ở đây e căn có nghĩa là một, do từ e ca,
Và eka này được chia theo đối cách số ít. Đu tỷ gia quỷ phát tí eka quá trình A, cho nên eka biến thành e căn là 1. Rồi Atthabaddang, Attha là ý nghĩa, Bada là lời nói, tức là Atthabaddang, một lời, một từ có ý nghĩa. Atthabaddang, một từ có ý nghĩa hoặc là một lời có ý nghĩa, lời nói. Rồi cái từ số 3 tức là Seiyo, do cái từ Seiya ở đây được đứng làm chủ từ số ít, tức là Bhatama Ekavachana Vipatti, cho nên Seiya biến thành Seiyo. Seiyo là tốt hơn. Chữ xây vô là tốt hơn. Đừng có thắc mắc họ xây vô xây ra nữa nha. Chữ hiểu xây vô là tốt hơn. Rồi bây giờ câu cuối cùng sẽ bổ sung cho cái câu số 3. Dân xuất tòa upasam mati. Dân xuất tòa upasam mati. Câu cuối cùng có ba từ, dân là một, xuất toa là hai, upasam mati là ba. Chữ dân là do cái đại từ giá. Đại từ giá, đây là một đại từ quan hệ ha. Nhưng mà đại từ giá này được chia theo đối cách số ít, đối thị giá quỷ pháp tí e ca quá trình á, cho nên chị gia biến thành dân. Dân này ám chỉ những cái lời nói, ám chỉ những cái lời nói, tức là Atthabaddang. Cái từ dân này nó đại diện cho Atthabaddang, nghĩa là những cái lời nói có ý nghĩa đó đó. Rồi sao nữa, chữ suốt toa, xuất toa, đây là một động từ bất biến, quá khứ. Xuất toa có nghĩa là sau khi nghe, dân xuất toa là sau khi nghe những lời có ý nghĩa đó. Rồi sao nữa, upasammati, động từ này chúng ta thấy căn ngữ sam có nghĩa là an tịnh, vắng lặng, trầm tĩnh. Thì upasammati, động từ này cho chúng ta ý nghĩa được an tịnh, được vắng lặng, được trầm tĩnh. Upasammati, được an tịnh, được vắng lặng, được trầm tĩnh. Vậy thì câu số 3 và câu số 4 ha. E căn ách tháp bát đăng xây dù dần suốt tòa ủ bất sầm ma tí ha. Hai câu này ha. E căn ách tháp bát đăng xây dù dần suốt tòa ủ bất sầm ma tí. Một từ có ý nghĩa còn tốt hơn sau khi nghe được an tịnh. Câu 3, câu 4 nha. Một từ, một lời nói có ý nghĩa còn tốt hơn nếu sau khi nghe được an tịnh. Ý nghĩa câu 3, câu 4. Vậy thì câu Phật ngôn 100 ha. Câu Phật ngôn 100 cho chúng ta một cái ý nghĩa rất là tuyệt vời ha. Nếu 1000 lời nói mà chỉ chứa đựng những cái từ vô bổ thì một từ có ý nghĩa còn tốt hơn nếu sau khi nghe được
an tịnh. À, xin lập là ha, nếu 1000 lời nói mà chỉ chứa đựng những cái từ vô bổ thì một từ có ý nghĩa còn tốt hơn nếu sau khi nghe được an tịnh. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ Lục Bát như thế này: dầu cho ngôn ngữ 100000 nói điều vô ích chỉ bàn suông thôi, tốt hơn ít chữ ít lời, nghe xong tịnh lạc sống đời vô ưu. À, Ngài Hòa Thượng Giới Đức ha, dầu cho ngôn ngữ 100000 nói điều vô ích chỉ bàn suông thôi, tốt hơn ít chữ ít lời, nghe xong tịnh lạc sống đời vô ưu. Ngài Hòa Thượng Minh Châu, dầu nói 1000000 lời nhưng không gì lợi ích, tốt hơn 1 câu nghĩa nghe xong được tịnh lạc. Dầu nói 1000000 lời nhưng không gì lợi ích, tốt hơn 1 câu nghĩa nghe xong được tịnh lạc. À, đó là lời dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. À, trước khi đi vào duyên sự câu Phật ngôn này, ôn lại một lý ha, bởi câu này thấy hay à. Câu Phật ngôn này rất là hay. À, chúng ta đọc lại rồi sẽ đi vào duyên sự sao ha. Có một số quý vị đến sau thì chúng ta phải ôn lại cái dòng đọc ha. Mình chào tu nữ Phúc Hạnh ha. À, chúng ta phải ôn lại dòng đọc. Chứ nhiều khi quý vị thấy, ủa sao duyên sự hay quá mà đọc hơi khó khăn, đi vô trễ. Cho nên bây giờ trước khi ôn nghe duyên sự thì chúng tôi sẽ đọc lại. Saha samapiche wa cha anatta padasanhita ekang atthabadang sayo yang sutta upasammati. Saha samapiche wa cha anatta padasanhita ekang at tha ba đằng say vô văn suốt tòa u ba sam mát đi. Đọc một hơi vậy quý vị thấy nhất là yếu bóng phía ha. Nghe đọc như vậy tự nhiên thôi, đi ngủ cho nó khỏe. Đọc cái kiểu mệt quá, hơi sức không có thì quý vị né, nhưng mà đọc kiểu này thì quý vị cảm thấy hoan hỷ nè. Sa ha sa ma pi che wa cha anat Sabadasanhita. Ồ, hai câu nghĩ cảm thấy sung sướng. À, vừa cái sức lực của mình ha. À, rồi mình đọc cái chữ ta này, trời ơi, trường ông thông thường sướng thiệt. Nghĩ chỗ này cảm thấy rất là khỏe. Đọc một lần hai câu. Mà hai câu thì chúng ta có thể phân bổ được cái hơi sức của mình. Mình làm chủ được cái mình. Cái đọc một hơi đứt thì mình đứt hơi thì đưa tới cái chỗ đứt bóng dễ lắm. Thôi thì đọc lần hai câu cho nó dễ ha. Sa ha sa ma pi che wa cha anatta padasanhita. Quý vị nghĩ đây. Rồi tiếp tục. E cần attha padang say yo yang sutta upasammati. À, quý vị cảm thấy thoải mái ha, nhẹ nhàng ha. Và trong cái dòng kệ quý vị cũng cố gắng đọc một lần hai câu. À, chứ còn mai thì đọc từng câu một, cho nên cái âm điệu nó không nương nhau. Chúng ta đọc một lần hai câu thì cái âm điệu nó nương nhau ha. Chứ đọc từng câu một á là nó bị rời lạc. Bị rời rạc. Còn Sĩ Quang Thanh thì một câu 8 từ chúng ta chia ra làm 2, 4, 4 thì chúng ta cảm thấy rằng nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Rồi
không biết đọc đúng hay đọc sai, nhưng mà quý vị hãy nghe thử ha, hãy nghe thử anh liền giọng này kìa. Sa sa ma bi che wa cha na tha ba da san hi ta e căng a tha ba đăng xây vô dân su toa u ba sam ma ti. Đọc lại ha. Sa sa ma bi che wa cha na tha ba da san hi ta e căng a tha ba đăng xây vô dân su toa u ba sam ma ti. Đã như vậy thì trong cái dòng kệ quý vị thấy rằng bốn một câu tám từ thì chúng ta chia làm hai, mà cố gắng đọc một lần hai câu để cái âm giọng nó nương nhau, có lên có xuống thì nghe du dương trầm bổng. Chứ còn bây giờ chúng ta đọc về trường âm đoạn âm thì nó có một cái quy luật nghe rồi, bắt buộc phải dài phải ngắn như vậy. Nhưng mà qua cái giọng kệ là chúng ta cổ cái hồn của chúng ta vào đó cho nên quý vị hoan hỷ ha. Rồi bây giờ đưa lên nè, để cho cô tụ nữ Phúc Hạnh thấy rõ nè, cô tụ nữ Tuệ Duyên cũng thấy rõ nè. Bây giờ mời cô tụ nữ Tuệ Duyên, cô tụ nữ Phúc Hạnh đọc lại giọng kinh giọng kệ, rồi khi đó đi vào duyên sự. Chứ bây giờ quý vị đến đạo tràng mà không mời lên đọc đó, buồn quá vô làm gì. Rồi cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh, bàn tay đâu mất tiêu rồi. Không lẽ là cái câu Phật ngôn này khó đến nỗi mà không đưa tay hả? Alo cô tu nữ Tuệ Duyên ơi, là cô tu nữ Phúc Hạnh. Ồ rồi hay không, đưa tay chậm là có người nữa, có người nhào vô rồi. Thôi mời huynh đệ huynh đi. Dạ xin kính cảm ơn sư. Dạ và cũng xin đảnh lễ sư Tri Đức. Dạ xin đảnh lễ sư Pháp Trang, đảnh lễ các cô tu nữ. Kính chào quý bà quý cô, kính chào quý vị huynh trưởng đồ đạo trang. Dạ, cảm ơn sư rất là nhiều. Hôm nay chúng tôi vô trễ, thành thử là kêu lên thì cũng xin tình nguyện. Dạ. Dạ, trước hết cũng xin đọc kệ trước. Sahat samap biche wa cha anattaba dassan hita ekang attabadang sayyo yang xuất tòa u bá sam ma tí. Nó hơi cực ha. Sa hát sa ma bi chê hoa cha a nát tha ba đát san hi ta hi ta, xin lỗi, e căng a tha ba đăng say yô yang nó nhảy lên nhảy xuống dần xích tòa u bá sầm má tí. Và đó là câu kinh. Bây giờ chúng tôi xin kể bắt chước theo giọng đọc, giọng kể rất là mẫu mực của sư Trí Đức nha. Sa hát sa ma bi che wa cha a nát tha ba đa sân hi ta sa hát sa ma bi che wa cha a nát tha ba đa sân hi ta e căng at tha ba đăng say yo yam sut toa u ba sam ma ti. Và hòa thượng Thích Minh Châu đã chuyển ra việc văn
là dầu nói ngàn ngàn lời, ngàn ngàn mà nhân nhau phải hơn triệu, thưa sư, ngàn ngàn lời, nhưng không lợi ích, nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu nghĩa nghe xong được tịnh lạc. Dạ, xin kính cảm ơn sư và kính cảm ơn đại tràng thảo tràng rất là nhiều. Dạ, kính chúc quý vị thân tâm thánh pháp an vui. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. À, đạo tràng có nghe rõ âm thanh của Tùy Duyên không ạ? Dạ, cảm ơn Thiền Vũ. Cảm ơn Như Quang. À, dạ. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Nam Mô Tham Ma. Dạ. Nam Mô Sang Khai. Dạ. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức. À, kính lễ Ngài Trí Đức Thượng Tọa Quán Không Đại Đức Pháp Trang. À, kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Kính chào đạo tràng. Hôm nay tự nhiên mới vào được, tại vì sám hối với Ngài từ hôm trước giờ ở Vĩnh Lộc này, cái đường nét nó rất là khổ sở. Bây giờ là con mới vào được, cứ chạy vô chạy ra hoài. Hôm nay để ôn lại và câu pháp cú số 100. Dạ, bây giờ con xin đọc. Cái nhớ đọc nữa. Saha sammicce vaca anattabbadissang anattabbadissangita ekaṃ attabbadaṃ sayo yaṃ sutta upassammati saha sammicce vaca anattabbadissangita ekaṃ attabbadaṃ sayo yaṃ sutta upassammati saha sammicce vaca anattabbadissangita ekaṃ attabbadaṃ sayo yaṃ sutta upassammati. Bây giờ em xin kể. Sa sa ma bi che qua cha anatta ba da san hi ta e kang ta ba dang sai yo yang su tua u ba sam ma ti sa sa ma bi che wa cha na tha pa da sang hi ta e kang a tha pa dang sai yo yang su tua u ba sam ma ti. Dầu nói ngàn ngàn lời nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu nghĩa nghe xong tịnh lạc. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin hết. Lâu lâu vào cũng hơi run run. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của cô Phúc Hạnh. Kính mời cô ạ. Nam Mô Bụt Thầy. Nam Mô Tham Ma. Nam Mô Sang Khai. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Quán Không. Con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang. Kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Kính chào đạo tràng. Sau nay con xin đọc câu pháp cú số 100. Sahat samabhi che va cha anattha bada san hito hita xin sám hối e kan attha badang say yo yang su toa ubasam mati sahat samabhi che va cha anattha bada san hita
Ekang Athapadang Sayo Yang Sutta Upasamati. Dầu nói ngàn lời nhưng không gì lợi ích tốt hơn nói một câu nghe xong được tịnh lạc. Đó là bản dịch của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Sahasa mahabhiche vacha anatha baha dasanhita ekang athaha badang sayo yang sutovaha upasamati. Dạ con đã đọc và kệ xong, con xin xuống mic cái sai chỗ nào xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa ạ. Dạ con xin mời vị tiếp theo ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô tu nữ Phúc Hạnh. Thina ơi, Thina đưa bàn tay lên đi. Ngài đang cho đọc đó. Dạ, mời ngài Thina nha. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, ngài Quán Không, quý sư, quý bà, quý cô tu nữ. Con xin phép được đọc bài câu pháp cú số 100. Sahasamapiche vacha anatthapa dasanhita ekang athapadang sayo yang sutta upasammati sahan samapiche vacha anatthapadasanhita ekang athapadang sayo yang sutta upasammati. Con xin phân tích. Xá đoạn âm hát trường âm nhấn, xá má phí ba đoạn âm, chê trường âm thông thường, qua cha hai trường âm thông thường, á đoạn âm nát trường âm nhấn, thá phá đá ba đoạn âm, xanh trường âm nhấn, hí đoạn âm, ta trường âm thông thường. Saha samapiche qua cha anantapada sanhita. Câu 3 và 4. E trường âm thông thường, căn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, trường âm nhấn, thá, phá, hai đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, dăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xuất trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, ú, bá, hai đoạn âm, xăm trường âm nhấn, má, tí, hai đoạn âm, ê, căn, áp, thá, bát, đăng, say, vô, dăng, xuất, to, ú, bá, xăm, má, tí, sa, han, sa, ma, phi, chê, hoa, cha, an, an, thá, bá, đá, xăm, hi, ta, ê căng áp thấp ba tầng say vô dần su to upasamati. Dầu nổi ngàn lời nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu nghĩa nghe xong được tịnh lạc của hòa thượng Thích Minh Châu. Sa han sa ma pi che wa cha an tha pa da san hi ta e kang a tha pa dang say yo yang su tau pa sam ma ti. Dạ thưa con đã đọc xong, con có sai xin ngài và đạo tràng sửa giùm cho con. Con kính tri ân ngài và đạo tràng. I'm here for my fried rice and my fried gen- Alo, 1, 2, 3. Sa thú, cô tu nữ Tự Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh và Sittina. Ba dòng đọc cuối cùng ha. Quý vị thấy cô tu nữ Tự Duyên có một cái giọng kệ đặc biệt mà trong đạo tràng này không ai bất chước được. Cũng có thể nói cô tu nữ Tự Duyên giọng kệ là không giống ai. Rất là ấm áp ha, rất là đi vào cái lòng người. Rồi Sittina và cô tu nữ Phúc Hạnh có một cái trường âm mà quý vị đọc hơi nhanh. Dân sút tòa, chỉ sút tòa thì chúng ta đọc
hai cái trường âm nữa nó bằng nhau. Dạ quý vị đọc nhanh quá số tòa à, đọc nhanh quá thì không nghe nó là trường âm mà nghe nó như là chỉ số à. Đây là ba trường âm dân suốt tòa upasamati ha. Thì quý vị chỉ suốt tòa trường âm thì nó phải bằng nhau. Quý vị đọc chỗ này hơi nhanh à. Rồi không sao, nhưng mà phân biệt chính xác đó là cái điểm thành công. Chẳng qua là quý vị phân tâm, cũng giống như cô tụ nữ tự nhiên nó lâu lâu mới tới đạo tràng hơi run à. Nhưng mà thật sự qua giọng kệ của cô tu nữ tự nhiên như vậy có run chỗ nào đâu, mà nghe càng du dương trầm bổng à, tuyệt vời. Rồi bây giờ là ngày dương sự ha, vào kẻ niên trung hả, cũng có lý nghe hả, nhưng mà thấy Sitina vô trẻ vẫn đưa tay vậy à, tham gia chiến đấu chứ không phải vô trẻ là thôi xù không có đâu. Bởi vì câu Phật ngôn này là một câu Phật ngôn hay, mà cái mà quý vị cảm thấy rằng buồn á, là vừa sung sướng mà vừa đau khổ này nè, vừa sung sướng vừa đau khổ này. Đến trẻ nè tâm trạng đó mới buồn á, à, sung sướng thì nó sung sướng đi, còn thêm cái đau khổ ở sau mình chi nữa hả. Đấy, xích xuống khá chút khá. Rồi bây giờ nghe cái duyên sự này để cảm thấy rằng sung sướng hay là đau khổ ha. Bởi vì thời gian sinh hoạt cũng có giới hạn. Cái này quý vị vô trẻ nên thông cảm chút ha. Hôm nay chúng ta sinh hoạt qua phẩm ngàn Sahasa Quốc Cá à, trong cái phẩm ngàn này có tất cả 14 tích truyện. Và khi xong hết 14 tích truyện thì chúng ta sẽ lấy một câu Phật ngôn trong phẩm ngàn này để rồi chúng ta coi như triển khai. Triển khai đây là ôn lại, tức là quý vị đã học qua rồi thì nghe duyên sự rồi, thì bây giờ quý vị ôn lại để thấy rằng à, trong cái phẩm này cái chỗ này là cái chỗ mà mình tâm đắc, hay là cái chỗ này là chỗ mình thắc mắc tâm đắc thì mình bày rõ với đạo tràng, còn mình thắc mắc nhờ đạo tràng cho ý kiến à. Rồi bây giờ chúng ta đi vào duyên sự ha. Đức Phật khi mà ngài ngự tại chùa Trúc Lâm, bây giờ quý vị viết thử cái chùa Trúc Lâm tiếng Bali như thế nào. Chúng ta phải biết xuất xứ. Và rồi Sĩ Nhật Quỳnh đưa lên kiểu này là xong ngay rồi. Quê của quanh á nè. Khi mà Đức Phật ngự tại chùa Trúc Lâm thì ngài đề cập đến một đao thủ phủ, một đao thủ phủ tên là Tâm Bát Đà Thi Ca. Tâm Bát Đà Thi Ca à, thì hiện tại dịch thành đao phủ răng đồng, nhưng mà cái tiếng Việt đã bỏ qua một bên đây. Quý vị hãy đi thẳng vào cái tên của người ta, Tâm Bát Đà Thi Ca à. Đao thủ phủ này có tên là như vậy. Có 499 tiên cướp à, thiếu một người thôi ha, 499 tên chuyên môn làm những cái việc phi pháp, nhất là cướp phá xóm làng để mà nuôi mạng sống. Tức là 499 tên này à, là nó hoàn thành bá đạo bất thiện pháp, nghĩa là sống trên sự đau khổ của người khác à, trộm cướp à, để vinh phong phì gia. Rồi trong thời gian đó có một anh chàng thanh niên tráng kiện, không bị việc gì ràng buộc à, anh chàng có tên là Tâm Bát Đà Thi Ca. Anh chàng thanh niên đó à, thì ăn không ngồi rồi,
mới đi đến cái nhóm buồn cướp này và nói rằng tôi muốn chung sống với mấy anh. Thì cái buồn cướp này nó đưa anh chàng thanh niên Tambada Thika này vào thưa với đảng trưởng: chú này ngỏ ý muốn sống chung với chúng ta, chú ta là cần cái đảng của chúng ta. Thì chú đảng cướp á là một người từng trải, nhìn xem cái tướng của anh chàng thanh niên Tambada này mới nghĩ rằng ô cái thằng này cái tướng ác ôn quá, nó có thể giết mẹ, có thể cắt cổ cha mà ăn thịt uống máu. Nghĩa là cái tướng của anh chàng Tambada này ghê lắm. Và chùa đảng mới nói từ chối rằng chúng ta không cần anh sống chung với chúng tôi để làm cái gì. Nghĩa là chúa đảng cướp nó từ chối. Mặc dù bị chúa đảng không chấp nhận cho vào cái đảng cướp đó, nhưng mà gã thanh niên Tambada này cứ đến hầu hạ phục dịch, lấy lòng cái tên phó đảng. Và cái tên phó đảng này mới dẫn anh ta vào tiến cử với đảng trưởng, xin chúa công chấp nhận cho tên này và làm người giúp việc cho chúng ta. Vì có lời yêu cầu, có lời bảo lãnh của phó đảng, cho nên đảng trưởng chấp nhận cho thanh niên này tham gia sinh hoạt cùng đảng của mình. Thế rồi một ngày nọ, dân chúng ở trong thành hợp sức với quân binh của đức vua bắt hết cái bọn cướp này, đưa ra tòa án để mà luận tội. Quan tòa kêu án tử hình hết cả bọn luôn, lệnh cho đao thủ hủ chặt đầu bọn cướp. Nhưng mà khi hỏi ai mà chịu giết những tên phạm nhân này thì không một ai chịu lãnh cái trách nhiệm giết bọn cướp hết. Sau cùng á, thì dân chúng mới bảo cái tên đầu đảng: nếu mà nhà ngươi chịu giết chết những cái tên đồng bọn của nhà ngươi thì nhà ngươi được tha cho toàn mạng sống, hãy giết chết bọn chúng đi. Cái tên chúa đảng không chịu giết đồng đảng của mình để được sống còn, bởi vì khi tham gia kiến lập đảng thì thề đồng sanh đồng tử với nhau, cho nên thể hiện tư cách của một chúa đảng thì chúa đảng không giết đồng bọn của mình. Và người ta cứ theo thứ tự từ đầu đảng cho đến phó đảng, từ trên xuống dưới hết 499 người, và đến người cuối cùng tức là Tambada Thika. Thì khi mà được hỏi người sẽ giết những cái tên này và mạng sống người được bảo toàn, thì Tambada Thika mới nhận lời: được thôi. Và anh ta sau khi đã giết hết bọn cướp, Tambada Thika được tha bổng và được tôn trọng quyền sống như là một người công dân lương thiện. Rồi về sau, dân ở trong thành hợp lực với quân đội của đức vua bắt được 500 tên cướp nhiễu loạn ở hướng nam kinh thành, đưa đến cho quan sử. Bọn cướp bị treo án tử hình cũng giống như trước, từ đầu đảng cho đến cuối cái người cuối cùng, nên là không có ai, không có một cái tên cướp nào chịu giết đồng bọn của mình cả. Thì dân thành mới nhớ lại lúc trước có người giết hết 499 người, bây giờ thì cái người đó ở đâu. Và sau khi sưu tầm thì có người nói rằng anh ta đang ở xứ ấy, vậy thì chúng ta đến gặp anh ta. Và nghe như vậy thì quan chánh án ký trát cho mời Tambada Thika đến, và mọi người yêu cầu hãy giết chết những tên cướp này thì anh sẽ được ban thưởng. Tambada Thika nhận lời, xà thú lạnh thái, giết người mà cũng xà thú.
và anh ta đã giết hết bọn cướp, được dân ở trong thành hoan hô một cách rất là nhiệt liệt. Rồi tiếp theo đó, dân trong thành mới đề nghị người thanh niên này có cái việc tài chặt đầu kẻ cướp một cách rất là ngọt. Vậy thì chúng ta đề cử anh ta lên cái chức đao thủ phủ thường trực. Tâm Bà Đà Thi Cả được mời đến công sở, được ủy nhiệm chức đao thủ phủ và được dân trong thành tôn trọng anh ta. Rồi tiếp theo đó, 500 tiên cướp ở hướng Tây, rồi 500 tiên cướp ở hướng Bắc bị bắt và bị xử tử, đều giao cho một tay của Tâm Bà Đà Thi Cả hành quyết. Đao thủ phủ Tâm Bà Đà Thi Cả đã giết là gần 2.000 tiên cướp từ bốn hướng giải về là như vậy. Rồi từ đó về sau, mỗi ngày Tâm Bà Đà Thi Cá lai rai chặt đầu một vài người đã bị kết án tử hình, và cứ một ngày lai rai vài người, cứ một ngày lai rai vài người. Anh ta đã hành nghề đao thủ phủ như vậy suốt 55 năm, cho đến khi tuổi cao sức yếu, Tâm Bà Đà không thể chém một nhát đứt lìa đầu của người như lúc trước nữa, mà có khi phải chém đến hai nhát, ba nhát, khiến cho tội nhân vô cùng đau đớn. Dân ở trong thành phố mới nghĩ rằng chắc là phải tìm một đao thủ phủ khác, chứ ông này già yếu rồi, làm đau khổ tội nhân thái quá. Vậy thì chúng ta lưu giữ ông ta để làm gì? Thế là người ta cách chức Tâm Bà Đà Thi Cả chức vụ đao thủ phủ, phải tìm một người mới, trẻ hơn, chém một nhát cho nó ngọt, chứ chém hai ba nhát như vậy thì làm khổ cho cái tội nhân. Lúc trước, khi mà đang còn làm cái nghề đao thủ phủ, ông ta không hề được hưởng bốn cái điều, đó là ăn mặc y phục mới, hai là ăn cháo sữa nấu với bơ, rồi ba là trang sức bằng những cái vòng hoa lài, và bốn là khoa sức những cái dầu thơm. Cuộc đời của đao thủ phủ ông ta không hưởng được những cái điều đó. Rồi cái ngày mà bị ngưng chức, Tâm Bà Đà Thi Cả dặn người nhà: hãy nấu cháo sữa đề hồ cho ta, hãy đem y phục mới, trang điểm với vòng hoa lại, mang cái dầu thơm ra ngoài sông để mà tắm rửa. Rồi khi mà tắm xong, Tâm Bà Đà Thi Cả mặc y phục mới, trang điểm vòng hoa lại, thoa dầu thơm khắp mình, rồi về ngồi ở nhà. Lúc bây giờ người nhà mới đem đến trước mặt của ông ta cháo sữa nấu bơ trong cùng với nước rửa tay. Và ngay trong lúc đó, Ngài Sariputta vừa xuất khỏi thiền viện, quán xem hôm nay mình đã đi khắc thực nơi nào. Ngài thấy cái món cháo sữa của Tâm Bà Đà Thi Cả, và Ngài Sariputta mới tự hỏi: người này sẽ hộ độ cho ta hay không? Rồi Ngài quán thấy, sau khi mà thấy ta, Tâm Bà Đà Thi Cả sẽ cúng dường cháo sữa đến cho ta, và y sẽ được phước báo lớn. Khi mình hiểu rõ như vậy, Ngài Sariputta đắp y mang bát đến đứng ngay trước nhà của Tâm Bà Đà Thi Cả, và để cho gia chủ nhìn thấy một cách rõ ràng. Tâm Bà Đà Thi Cả trông thấy trưởng lão Sariputta liền phát tâm tịnh tín và nghĩ thầm: ta hành nghề đao thủ phủ đã 55 năm, chém giết rất là nhiều người. Hôm nay trong nhà ta có sẵn cháo sữa, và trước cửa nhà có một vị trưởng lão đứng chờ, không ai khác hơn là Ngài Sariputta. Bây giờ ta phải cúng dường cho Ngài mới được. Rồi Tâm Bà Đà Thi Cả mới dẹp cái món đũa một bên, đi ra đánh lễ Ngài Sariputta và thỉnh Ngài vào ngồi ở trong nhà, xớt cháo sữa vào trong bát, rưới thêm bơ trong,
rồi đứng hầu quạt cho ngài Sariputta. Vì đã lâu không dùng máy quạt nữa, cho nên Tâm Bà Đà cảm thấy thèm ăn một cách dữ dội. Ngài Sariputta biết được tâm trạng của ông ta mới nói là: này gia chủ, ông hãy dùng phần cháo của ông đi. Tâm Bà Đà Thích Ca mới trao quạt qua người hầu rồi đi dùng cái món cháo sữa của mình. Ngài Sariputta là bảo người hầu á, hãy đi qua quạt cho gia chủ của ngươi đi. Và khi mà được quạt hầu như vậy thì Tâm Bà Đà Thích Ca dùng cháo một cách gọi là thỏa mãn, sung sướng. Khi mà dùng cháo xong rồi thì Tâm Bà Đà lại cầm cái quạt đến hầu quạt ngài Sariputta. Và chờ cho ngài Sariputta dùng cháo xong thì thỉnh lấy cái bình bát đem đi rửa. Ngài trưởng lão Sariputta tụng kinh phúc chúc đến thí chủ. Nhưng mà thí chủ không thể đưa cái tâm của mình theo dõi những cái lời pháp của ngài Sariputta thuyết giảng. Ngài mới suy nghĩ rồi hỏi: này gia chủ, tại sao ông không thể đưa cái tâm an tịnh để theo dõi pháp thoại được như vậy? Bạch ngài, vì tôi hành nghề thô bạo đã lâu năm, giết chết rất là nhiều người, tôi mãi nhớ đến hành vi của mình, cho nên không thể đưa cái tâm theo dõi những cái lời pháp mà ngài đã thuyết. Ngài Sariputta mới tự nghĩ: ta phải gạt cái ông này mới được. Rồi mới nói là: không có tự ý mình vui thích với việc làm ấy hay là bị người khác sai bảo ông làm. Bạch ngài, Đức Vua ra lệnh cho tôi làm mà. Vậy thì này ông Việt Nam, ông có làm cái điều gì bất thiện đâu. Tâm Bà Đà Thi Ca vốn là người có tư chất đần độn, nghe ngài Sariputta nói như vậy thì tự cho mình là chẳng có điều gì bất thiện hết, cho nên mừng rỡ: mình làm chẳng qua là người khác sai bảo chứ đâu phải tự ý mình làm đâu. Cho nên với cái tâm như vậy, nghĩ rằng mình không có tội, cho nên mới yêu cầu ngài hãy thuyết pháp đi. Trong khi ngài Sariputta tụng kinh phúc chúc thì Tâm Bà Đà Thích Ca đã được nhất tâm nghe pháp và chứng đắc thánh quả tu đạo rồi. Và tiếp theo đó thì sinh ra cái tâm nhẫn nại rồi tỉnh tín nơi pháp bảo. Sau khi phúc chúc xong, ngài Sariputta ra đi. Tâm Bà Đà Thích Ca tiễn chân ngài một khoảng đường rồi mới quay trở lại. Trong khi đó, một nữ già xoa nhập vào một con bọt cái, chạy đến hút vào ngực của Tâm Bà Đà Thích Ca, khiến cho ông ta ngã xuống và chết ngay tại chỗ. Sau khi chết, ông được tái sanh về cung trời Đâu Xuất. Các vị tỳ kheo mới cu hồi tại giảng đường thì khởi lên câu chuyện: cái ông đau khổ Tâm Bà Đà Thích Ca hành nghề thô bạo trong 55 năm mới nghỉ việc hôm nay để bác cúng dường cho ngài Sariputta rồi chết ngay, không biết ông ta tái sinh về cái cảnh giới nào. Chính lúc đó Đức Phật ngự đến và hỏi: này các vị kheo, hôm nay luận bàn về vấn đề gì? Và họ đã trình bày lên là một cái trường kỳ nghiệp của Tâm Bà Đà Thích Ca và cái chết của Tâm Bà Đà Thích Ca thì cái cảnh giới tái sanh ở chỗ nào. Nghe vậy thì Đức Phật mới nói rằng: này các vị kheo, ông ta đã sanh lên cõi Đâu Xuất Thiền. Bạch ngài, ngài nói sao vậy? Có phải sau khi giết chết bao nhiêu là nhân mạng trong một cái thời gian dài 50 năm mà ông ta được sanh lên cõi trời Đâu Xuất hay sao? Tại đó, này các vị kheo,
may nhờ gặp được bậc hiền trí vĩ đại mà ông ta đã nghe pháp của Đức Sariputta, cho nên đã hồi tâm đắc được pháp nhãn, và sau khi lìa đời được sanh vào cõi đầu xuống. Bạch ngài, bạch kinh Phúc Chúc mà không đủ cái minh lực đối với tổng số lớn lao của các nghiệp bất thiện mà ông ta đã làm 55 năm. Tại sao chỉ có bấy nhiêu cái lời như vậy trong bài kinh Phúc Chúc mà ông ta đã hồi tâm giác ngộ được chánh pháp? Như Phật mình ơi, này các vị kheo, pháp của Như Lai thuyết dẫu ít hay là nhiều chứ có so bì với số lượng. Quá thật vậy, chẳng thà chỉ nói một lời mà hữu ích còn hơn là nói cả ngàn lời, cả ngàn lời mà vô ích. Và Đức Phật đã kết thúc với câu Phật hồi một trăm. Samabhiche vaca anathapadasanhita ekang atthapadang sayo yang sutva upasammati. Dòng nói ngàn ngàn lời nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu nghĩa nghe xong được tịnh lạc. Và cuối tờ pháp, cuối câu Phật ngôn này, rất nhiều vị tỳ kheo chứng đắc thánh quả như là đạo quả Thù Đà Bà. Duyên sự này cho chúng ta thấy rằng làm nghề chém cổ cướp nhiều năm, kẻ ác còn dư chút thiện tâm, thấy pháp chủ vừa ra đại định cúng dường cháo sữa một phần mâm, nhờ duyên bố thí đã đầy chi, xây quả chân liền giúp ngại nghi, đâu xuất được về an tưởng phước, mặc cho bà phúc gã thay thì. À, với duyên sự của Phật con này chúng ta thấy rằng thế là Sariputta, ngài có một cái trí tuệ rất là tuyệt vời. Trí tuệ của ngài được so sánh như trong một cái trận mưa rất lớn, nhìn cái tốc độ của những giọt mưa đó mà ngài biết rằng cái đám mưa này bao nhiêu giọt nước rơi xuống mặt đất. À, một cái trí tuệ tuyệt vời như vậy. Cho nên với thần thông, với tha tâm thông của ngài, ngài biết được cái tâm trạng của tâm ba thi cá đào tu phủ này. Chỉ cần khéo thuyết, chỉ cần cho ông ta hướng tâm để mà nghe pháp, và ngươi mơ hỏi một câu hỏi, ngươi bị trạo hối, ngươi bị rai rứt vì cái vấn đề giết người, mà giết người một cách gọi là 55 năm trời, một cái trường kỳ nghiệp ngày nào cũng đai rai vài người ha. Vậy thì ngươi giết người có thích thú hay không, tự ý của ngươi làm hay là người khác sai bảo ngươi làm, thì anh ta rai rứt là vì cái tội giết người. Thì bây giờ nghe ngài Xá Lợi Phất coi như gợi ý như vậy, và ông ta nói thật sự tôi đâu biết rồi, đây là lệnh của Đức Vua bảo tôi nên tôi làm, tôi phải làm thôi. Thì ngài Xá Lợi Phất nói như vậy, ngươi làm không phải là một cái sự mà quan nghĩ thích thú, mà đây là trách nhiệm bổn phận người khác giao cho ngươi, thì ngươi chỉ làm một cái công cụ thôi, ngươi đâu có tội. Ông ta nghe chỗ này khoái quá. Mà quý vị biết rằng trong ân đức pháp bảo có sáu ân đức hả? Cái ân đức đầu tiên nói về pháp học, có nghĩa là Svakkhato Bhagavata Dhammo, Đức Phật khéo thuyết. Chính cái vấn đề khéo thuyết này mới đưa vô năm cái ân đức sau, tức là đi vào pháp hành. Thì ngài Xá Lợi Phất cũng sử dụng Svakkhato Bhagavata Dhammo, nghĩa là ngài cố dẫn dụ để cái anh chàng này không còn rây rứt vì cái hành động giết người của mình, và thế là lắng tâm nghe pháp. Và khi mà lắng tâm nghe pháp thì an trú vào
pháp nhũ, chứng đắc thánh quả Tu Đà Phật, không còn nghi ngờ gì. Quý vị thấy, dầu nói ngang ngang lời, nhưng không gì nữa tốt hơn một câu nghĩa nghe xong được định lạc, một câu để dứt đi cái sự hoài nghi trong 55 năm trời của ông Tầm Bà Đà Thích Á. Quý vị thấy tuyệt vời không? Rồi, còn 15 phút. Không phải, còn 17 phút nữa nha. 17 phút. Quý vị nên tham gia để thấy rằng câu Phật ngôn này cho chúng ta những cái hay, cái đẹp như thế nào. Hoặc là quý vị thắc mắc tại sao đây là Ngài Xá Lợi Phất đã tế độ trong Tâm Bà Đà Thích Ca. Còn đối với bây giờ thì lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Tức là một lời nói đúng lúc đúng thời đem lại sự an lạc. Đây là điều quan trọng. Xin mời bàn tay của quý vị, chúng ta hãy thảo luận về câu Phật ngôn này. Alo, sẽ em vô nhà. Rồi, xin Nhật Quỳnh. Dạ, sa thú lành thai. Con xin thay mặt đại chúng đông đông thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Trí Đức đã từ bi giảng giải từ vựng cũng như viên sự câu pháp của kinh số 100. Dạ, cảm ơn Như Quang và cảm ơn chị Mát Ta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Ngài dùng tạm tách nước ở chùa Ngọc Đạt chứ tụi con dân nước ở đây thì Ngài chỉ nhìn thôi chứ còn không có dùng được. Dạ, trong khi Ngài dùng nước, dạ, vị nào có muốn chia sẻ và có thắc mắc gì trong câu này thì Nhật Quỳnh kính mời bằng tay. Tại Nhật Quỳnh nghe giọng Ngài sàn đi rồi, tức là khô cổ lắm rồi, nên Nhật Quỳnh đỡ mít thôi. Dạ, một lần nữa con thành kính lãnh lễ chi tôn đức Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, có vị nào chia sẻ không ạ? Dạ, có thắc mắc không thì kính mời bàn tay. Dạ, con không có thấy bàn tay, không có thấy câu hỏi. Dạ, Ngài dùng nước, Ngài cho con hỏi một câu. Là tại sao mà vị đạo phụ thủ này là giết rất là nhiều mạng người, mà đầu tiên là vì cái lợi cho mình, tức là vì mình muốn sống nên mình giết đồng bọn 499 tên cướp đồng bọn với mình, và sau đó thì làm nghề đao phủ thủ. Mà khi gặp được Ngài Sariputta thì Ngài nói làm sao mà coi như mình nghe như thế nào để mình xóa được cái tội của mình mà mình đắc được đạo quả. Dạ, con cũng thỉnh Ngài chỉ dạy cho con hiểu chút xíu, con không mong đắc đạo quả đâu, nhưng mà mình có thể xóa bớt các ác nghiệp của mình chút xíu nào không? Dạ, con cũng thỉnh Ngài trở lại đạo tràng, con kính dâng mít đến Ngài ạ. Alo, 123-123, quý vị nghe rõ không? Qua câu hỏi của chị Nhật Quỳnh, ai có thể trả lời được? Duyên sự chúng tôi đã trình bày rồi, ai có thể trả lời được? Cứ đưa tay. Bởi vì quý vị coi cái đạo tràng này giống như cái ngôi nhà của quý vị. Chúng ta cứ thân mật, đừng ở ngại gì hết. Mỗi người đóng góp một ý kiến, và chính những ý kiến đó làm sáng tỏ vấn đề. Bởi vì khi mà Ngài Xá Lợi Phất mà nói với ông Tâm Bà Đà Thích Ca này thì chúng tôi không có mặt ở tại đó, cho nên quý vị thông cảm, quý vị nghe duyên sự thì quý vị có ý kiến để cùng đóng góp với nhau. Bên dưới ý kiến thì
nó sẽ sáng tỏ vấn đề. Rồi, mời chị Kim. Con xin chào sư Chí Đức, còn không còn, không biết còn sư nữa. Các sư trong đạo tràng, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Cảm ơn quý vị đã cho biết tín hiệu, nghe rõ. Con xin chia sẻ cái nghĩ của con. Thứ nhất, cái ông này có rất nhiều phước trong thời quá khứ. Ông đã tu tập nhiều rồi, ông có một số ba la mặt rồi. Nhưng do cái duyên, năng duyên, ông tái sinh kiếp này, ông phải gặp cái đám cướp này, ông đi theo để ông kiếm nghề sinh sống, không có nghề hết. Nhưng mà nó không cho ông vô nghề, thì ông đi làm việc giặt khác thì cho nó ăn đó, rồi nó cho ông vô thôi. Thì nhất là ông đâu có tham gia vào những trận cướp nào đâu. Đi theo đâu nấu cơm cho mấy tuổi ăn thôi. Thì ông cũng có cộng nghiệp một chút đó, là giờ nấu cơm cho tuổi ăn cho nó khỏe, cho nó no, nó yên cướp. Nhưng mà cái câu hỏi mà cô Nhật Quỳnh, tại sao cái ông này ông lại được như vậy? Nhớ kỹ, ngài Sariputta là một vị Phật thinh thinh văn. Ngài có đủ cái pháp quyền, tức là sáu cái loại pháp của Đức Phật. Thứ nhất, ngài biết ông này cái tâm cũng không có an tịnh, thì gọi là cái điều ngự trưởng phu đó, ngài điều hành. Điều tức là một cái điều ngự trưởng phu, tức là ngài vô ngài nói một câu để cho cái tâm của ông này an tịnh. Thì cái đó theo con học trong Duyên Hệ Duyên á, thì tức là ổng đưa ra câu sanh quyền duyên. Câu sanh quyền duyên tức là năm cái tính tấn định niệm tệ, nó vô cùng lúc cùng với câu sanh duyên. Câu sanh duyên tức là các cái tâm và tâm sở nó hợp với nhau, nó hợp với hổ tương ương duyên, nó hòa đồng, nó cân bằng cái trạng thái con đó được an tịnh, chứ là không có phải lo lắng phóng dật gì tùm lum hết. Thành ra cái tâm cũng an tịnh. Thành ra ông có chú tâm, ông nghe một vị Phật A La Hán, một vị Phật thanh văn giác giảng thì nó xối vô trong tâm ông, ông mới đắc tu đạo hoàng. Chứ không phải tên cướp nào nghe giảng thì cũng đắc quả hết. Một ngày Đức Phật với các vị A La Hán tứ đại phân tích tùm lum hết, đi giảng pháp cúng dường một đống người nghe, đâu phải ai cũng vô đường thánh đạo đâu. Nhất là câu kệ này, khi Đức Phật giảng chỉ có một số người trong được nghe đó thì được vô thánh đạo, còn một số người cũng đâu có được cái gì. Thì đó, những nhân viên ông này đã được những ba la mật rồi, ngài Xá Lợi Phất ngài rõ giống vậy, ngài thồng vô một câu để cho ông an tâm, để cho tâm ông an tịnh, tức là cái gọi là câu sanh quyền duyên á. Một cái thì làm ba lần, tức là làm cân bằng hết ngũ quyền ngũ lực của ổng, thì cái tâm muốn an tịnh giống một tờ, giống như một mặt nước hồ hay nước biển yên lặng không có gì đó, thì ổng sẽ thu thập cái pháp ổng được hoàn hảo hơn, hoàn toàn hơn. Với một cái mãnh lực của một vị Phật thinh văn giác nó xối vô, thì ông đó đã những cái pháp, những cái ba la mật ổng tu tập nhiều đời nhiều kiếp, ổng nhập vô thì ổng quả thôi. Thì đó là từ chia sẻ với con vậy thôi. Con xong rồi đấy chơi, chứ đâu có nói còn gì đâu. Trời, con hôm qua con nghe sư Quán Không nói một câu thì con rất thích, là học như chưa bao giờ chết. Theo con hiểu, không biết sư Quán Không còn đây, như con hiểu tức là quý vị cứ học đi, quý vị cần có, nhưng mà cứ từ tốn mà học, tức là quý vị đừng có lo sợ sự chết, sự đi tới đâu, cứ tiếp tục mà học, học miếng nào hay miếng nấy, tức là không có lo sợ, cứ an nhiên tự tại mà học, học như chưa bao giờ chết, tức là không bao giờ chết, cứ sống hoài, tự do mà học, tự do mà thâu góm gì, thâu được bao nhiêu, chứ mình lo lắng quá thì cái sự lo lắng nó làm cái tâm mình phóng dật, mình không có thâu góp vô những Phật pháp, những ý kiến của Đức Phật dạy. Con rất thích câu này, nhưng mà con hiểu giống vậy mà con biết có không vậy không, tại vì những câu Việt Nam nói nha, nó nói gì chưa bao giờ nó nói, nhưng trong nhà con nó nói
chứ hay nói con la chứ. Trời ơi, cái mỏ nó kìa, trời ơi, nó nói kìa, trời ơi, nó dẻo miệng kìa. Nó nói, chưa bao giờ được nói. Mày không nói đâu, ai nói mày cầm đâu. Trời ơi, nó nói là con, khi mà cái giống này mà con cãi là con cãi tới cùng. Trời ơi, cho nó nói kìa. Tôi sợ mày luôn. Nó nói như chưa bao giờ, nó nói như chưa bao giờ được nói. Nhà con nghe cậu quá. Từ quán không nói, học như bao giờ chết. Rất là hay. Tức là đâu có chết đâu, cậu cứ học đi. Thì trong cái câu này thì chính vì Ngài Sai Phú Tá này nói không phải tội của mình, mình đâu có làm nó, mình đâu có ý thích, mình đâu có thỏa thích, mình đâu có làm nó tại công việc. Nhà vua kia mình đi, người ta kêu mình làm thì mình làm thôi. Cứ làm được có ngày sống tôi làm để mà khỏi chết. Tức là ông giết mấy tên kia, thì mấy tên kia ổng không giết thì cũng có người khác giết chết. Thì ổng giết hết rồi đi, rồi ổng được sống. Đại khái cái tính của ổng đơn thuần giống như vậy. Cái công việc ông làm, ổng làm thôi, ổng đâu có biết tội lỗi đâu, thấy giết chết thì cũng ghê, nhưng mà nếu mình không giết nó thì mình sẽ bị chết, thì giết thôi. Rồi từ cái đó mà nó sanh ra một cái duyên khác là làm cái nghề đau khổ, chính làm cái nghề đau khổ mà cái ngày cuối, cái ngày mà ổng được giải nghệ, ổng được ăn sữa cơm sữa ngon lành, lại ổng nghĩ tới những cái điều mà đáng lẽ người ta phải ăn, ổng được bỏ hết, ổng đi cúng dường cho một vị Phật. Vì Phật là giống như cánh tay phải của Đức Phật, là Pháp Dương, Pháp Dương Pháp Sư vậy đó. Rất là hay. Thì cái tấm lòng của ổng cúng dường nó to lớn lắm. Với cái biết tâm của ổng, thì Ngài Sa Di Phú Tá biết vậy mới giảng Pháp, mà thấy ổng tâm phóng dật. Ngài phóng cho một cái để cho cầu sanh quyền viên của ổng, tính tấn điện định tệ được cân bằng hết, để ổng thâu nhập được hết những gì mà Ngài Sa Di Phú Tá ở giảng, với hợp với hổ tương duyên, với là câu sinh duyên, tức là cái những cái tâm đại thiện hơn, đại thiện mà có đại thiện gọi là nam a có hợp tức là có trí tệ đó nhà ná đó, thì có trí tệ thì ổng thâu thuận đó, thì ổng đắc quả tu đầu quan vô dòng thánh thôi. Thì ổng có phước trong cái thời sinh ra có Đức Phật, rồi có các vị A-la-hán, thì là con nghĩ rằng để ổng nên đắc quả thôi. Cái trái nó chín mùi rồi, phải chín hái xuống ăn thôi. Dạ con hết rồi, con xin dừng máy đây, trả lại cho những người khác liên tay ý kiến. Nếu con có gì sai sót, xin các sư, các cô tư nữ, Phật tử chỉ dạy cho con xin trả máy này nha. Dạ, sa thú Xích Kim. Hôm nay tự nhiên mới vào nghe Xích Kim chia sẻ về duyên hệ, rất là hoan hỷ. Cho nên là tự nhiên bót lên là Anumodana, có nghĩa là đồng ý với hoan hỷ với Xích Kim rất là nhiều. Nói về duyên hệ thì nếu mà cái người mà học Pháp mà học về duyên hệ rồi á, thì hiểu rất là sâu. Nhưng mà nói với người đời thì nhầm khi mình nói chuyện ở dưới đất mà dưới lại ở trên trời á, rất là cái người mà không học thì rất là khó hiểu. Nhưng mà người đã học qua rồi thì rất là hoan hỷ, học về duyên hệ rất là sâu, nói về tính niệm định tuệ, quyền duyên và hợp trí theo câu sinh duyên, rồi tương ưng duyên. Nói chung là cái người này đã tu tập rất là nhiều cái ba la mật quá khứ, cho nên khi mà Ngài đã từng giết người như vậy, nhưng mà Ngài rất là trạo hối trạo cử khi mà hành, thì cái vị mà chỉ hiểu được cái tâm của Ngài thì chỉ nói một cái là Ngài đã đắc liền. Có nghĩa là Ngài cứ nhớ. Nhưng mà cái đó là do cái cuộc sống và cái sự chết nó gần kế bên, cho nên người nào cũng tranh giành cái sự sống của mình. Tại vì khi mà bây giờ mình còn là phàm phu thì cũng giống như những cái tội phạm đi. Ví dụ những tội phạm mà họ đã nói tử hình thì họ đã run sợ, và bây giờ chỉ có cách là
giảm bớt chung thân thì họ họ rất là gọi là vui, dù họ lo lót bấy nhiêu tiền họ tài sản của mình có được, và họ sẽ lo để tránh cái án tử hình, họ chỉ được chung thân. Thì qua những lời chia sẻ của chị Kim thì tự nhiên rất là hoan hỷ. Những cái khi mà mình học pháp mà học lên tới duyên hệ thì cái bộ duyên hệ này nói về ách thú là bộ thứ 7 trong cái bộ của 6 bộ Abhidhamma, nhưng mà cái bộ phát thú á, là cái bộ thứ 7, là nó gồm mình hiểu được từ từ thấp đến cao, thì cái bộ này rất là dễ hiểu và nó chia sẻ rõ ràng, mình áp dụng theo cái cuộc sống đời thường của mình cũng rất là hay. Cho nên là rất là cảm ơn Xích Kim. Tại vì lâu quá rồi tự nhiên cũng không có vào room, cũng rất là nhớ room. Nhưng mà hôm nay cũng có cái được cái sự câu sanh duyên của chị Kim. Và kính luôn luôn kính chúc chị được an vui, sức mạnh, sức khỏe để tinh tấn học những cái pháp của Đức Phật đã để lại. Dạ, cảm ơn chị. Và bây giờ là tự nhiên đã thấy còn có một phút nữa. Và con kính thỉnh Ngài. Ngài có chiếc máy không ạ? Dạ, con kính tri ân đạo tràng. Và con kính thỉnh Ngài, con đã thấy tín hiệu. Sa thú, sa thú, cô tu nữ Tuệ Duyên nè, rồi Xích Kim nè. Tại sao không chịu đưa tay lên sớm sớm một chút nhỉ? Nhiều ý kiến quá hay như vậy mà tại sao chậm chạp, mình đợi phải năn nỉ mới chịu lên. Nên nhớ rằng cái room này được hình thành là công lao của Ngài Tịnh Đức. Chúng ta học pháp như thế này thì do cái sự hành trì, do sự học pháp, chúng ta hồi hướng của quả phước này đến Ngài Tịnh Đức. Ngài đã đi, chúng ta mất một cái nơi nương tựa rồi, thì phải tạo những cái, phải không? Cái phước lành mà chúng ta học hỏi về giáo pháp, hồi hướng kiến dân lên Ngài để trí hướng Ngài. Và hôm nay thì ở chùa chúng tôi thì cũng có thỉnh Di Tăng tới mở khóa lễ cầu siêu để trợ tiến đến giác linh của Ngài. Ông quý vị cũng hoan hỷ ha. Và bài học hôm nay quý vị đã thấy rất tốt. Tất cả những cái điều này chúng ta hãy hướng về Ngài Tịnh Đức. Cũng giống như Siddh Metta, khi mà lễ bái Tam Bảo thọ trì quy giới cũng hồi hướng phần phước này đến Ngài, uống nước và nhớ nguồn ha. Thì cái vấn đề tri ân đó là một cái điều mà để chúng ta thấy rằng Ba La Mật chúng ta đã tạo đi, dù gặp trong hoàn cảnh nào mà có được những cái bậc thiền hữu tri thức mà nhắc nhở, giống như Ngài Sariputta chỉ cần nhắc nhở một câu là ông Đao Thủ Vũ này là coi như là trở thành vị thánh liền. Tất cả những chuyện sự chúng ta đừng có bỏ rơi, mà hãy góp nhặt các đá, rồi từ từ từng giọt nước, và cái lưu nước nó sẽ đầy, chỉ do một giọt nước mà thôi. Rồi buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc nơi đây. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để từ thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, siêu hoa lực vô biên, chư toàn giác độc giác và kinh văn tín chúng, hộ trì đến tăng ni và chúng nam tín nữ gồm Phật giáo năm truyền được an lành lạc. Ete na san cha wa che na so ti wo ho tu sa pa da. Do lời chân thật này, kính dâng quả phước lên Sư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và Đạo Tràng Pháp Hội Thiền Hữu Trí Thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam Mô Bụt Thầy.